Xin chào các bạn, trở lại với video hướng dẫn các bạn test máy khi mua chiếc điện thoại iPhone. Đó là xin bật nguồn đi. Máy này rất chi là đẹp, bỏ kiếp rất lòng bài. Các bạn nhớ xem cái chất vỏ nhé, chất vỏ thay khác, chất vỏ này cực đẹp. Bước đầu tiên chúng ta hãy thử màn hình cảm ứng nhé. Chúng ta dí vào bất kỳ một biểu tượng nào ở trên màn hình. Khi màn hình xuất hiện dấu X ở các trên biểu tượng, chúng ta sẽ có thể lôi và di chuyển được. Chúng ta dí hết các cái điểm ở quanh màn hình, dí hết điểm. Khi mình tới các điểm nào đấy mà cái biểu tượng này mà nhảy về, nhảy như này, nhảy đến này nhảy nhé, thì là cái điểm cảm ứng đấy nó bị chết rồi nhá. Mình đến đây thì nó bị chết cái điểm cảm ứng đấy rồi, thì mình loại bỏ đi, mình không mua cái điện thoại đó nữa. Khi xong màn hình cảm ứng thì chúng ta đến test màn hình hiển thị. Thì chúng ta vào này, vào phần tin nhắn, và chúng ta sẽ nhìn nghiêng xem nó bị ám hồng không. Khi ám hồng cái mặt ở trong cái phản quang này nó sẽ bị ám hồng lên, nhìn xấu lắm. Màn này thì ok mà, nhìn chẳng. Chúng ta mở quát, bắt đầu nhìn mở phát là mình nhìn luôn xem có điểm nào bị đen không, hoặc là mình tải một cái ảnh bất kỳ trên mạng có hình ảnh màu đen ấy. Thì chúng ta xem có điểm nào và nó bị hỏng không. Chúng ta cài đặt mạng xem, đây vào cái chế độ mạng và di động, chúng ta vào tùy chọn dữ liệu di động, chúng ta vào chuyển vào thoại dữ liệu. Đây nó có hiện lên 4G, 3G. Khi mình bật 4G thì sim của mình là sim phôi 3G hồi trước thì nó chỉ hiện 3G thôi, nó không hiện 4G được. Thì các bạn đổi sim ra các trung tâm của các sim mạng Vinamobi, Viettel thì các bạn sẽ có cái hướng dẫn đổi chuyển lên 4G. Ta bật xuống 2G. Và để chúng ta đẩy vào cái chỗ góc màn hình này, ở chỗ gần mạng Mobifone trước có 3G đấy, giờ nó hiện lên chữ E là được. Mình sợ nó mất mạng 2G của mình nên mình phải test cái đấy. Chúng ta thử vào trên web xem, nó lên đây, nên đã lên chữ E này. Chúng ta tắt đi, bật lại, bật sang mạng 4G thì nó hiện lên, đợi tí nó sẽ hiện lên mạng 4G. Đây nó hiện lên 3G, quên mất cái sim của mình nó chưa chuyển sang 4G. Tiếp theo chúng ta sẽ vào iCloud xem nó có không. iTunes bật cái lối wifi, ta bật cái lối wifi đó mà. Oppo F3 ở cửa hàng mình đang có nhé. Cửa hàng mình ở Bắc Quân Mobile, địa chỉ ở 8 Nguyên Tiến, Đông, thị trấn Đồng Văn, Hà Lan.
cửa loa xem nó rẻ. Con này loa nghe hơi tiệt tiệt. Không dán. Thì anh thử kiểm tra lại cho loa. Chúng ta bắt đầu kiểm tra đến camera. Nó bị con tay không? Xem có điểm nào tối sáng gì không? Chúng ta nhất gì để mình xem cái mắt camera mình có bị chết điểm. Bắt đầu bật video lên, mình ghi âm lại. Alo. Anh em mình ghi âm lại xem cái mic thu âm của mình có được không? Mình bật lại nghe thử. Alo. Thế là được rồi đấy. Mình bật camera trước. Alo. Mình nghe thử. Alo. Nghe được rồi. Mình test như cái máy kia. Như camera sau. Mình nghe gọi. Thử mic thì vào ghi âm, chúng ta thử ghi âm. Alo, để chúng ta thử cái mic bên dưới. Mic máy điện thoại này có 3 mic. Mic ghi âm camera trước này, camera sau cũng có mic nha. Ta thử. Alo, để chúng ta thử cái mic bên dưới. Mic được, ok. Chúng ta test bước cuối cùng là chúng ta phải cài đặt lại chiếc iPhone này, xóa tất cả các nội dung này để xem nó có mật khẩu iCloud kết gì không. Thì hiện lên thì mình bắt ngay người bán máy cho mình để xóa đi. Ta bắt đầu kích hoạt nhé, kích hoạt lên. Bật tiếng Việt này.
Wi-Fi, chúng ta bật Wi-Fi đi. Cái lỗi cửa hàng Đắc Quân Mobile 89 Nguyễn Huy Tiến, thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Lan. Máy này 6 Bluetooth S. Ta tắt định vị, bật lên. Tiếp làm sao? Tiếp tục. Khi đến đây các bạn có thể tháo máy ra để kiểm tra trực tiếp các bạn xem máy xem có bị rơi nước không, han gì trong. Máy này nhập nguyên zin chưa sửa chữa. Bên mình bán máy cũ nhưng không phải 99% đâu nhá, là 100% nguyên zin thôi chứ không phải là mới 100%. Ok, không có mật khẩu iCloud, vào được bên trong là ok rồi. Đây các bạn có thể mua máy được. Khi mua máy cũ thì tuyệt đối phải nhớ là xóa iCloud của họ đi.